Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mình đi vòng vòng là thấy đây là một cái ổ chim cu ha. Chỉ cần gió đung đưa hoặc là nó bước ra bước vô không cẩn thận là trứng nó rớt bể dưới đất rất là nhiều luôn. Đêm này có cái khoe với các bạn, đây là hai bạn vịt ha. Đây là hai nhân vật chính trong cái clip này ngày hôm nay. Sáng nay mới ra thấy mấy bạn vịt đang đẻ nè, mà không biết có cò không, tại vịt này nó cũng tơ quá. Dễ gãy nhưng đã tay. Con này dễ được. Dễ ăn dễ gãy. Trời dễ ăn đêm. Dế nó bò leo lên tới lui, nó tạo nhiều khoảng không, dế nó không có đè nhau chết, chứ không có đè lại nhau là chết. Một miếng này là từ bây giờ tới sáng là nó gặm hết luôn đó các bạn, bu ngày càng kín. Thang
học bì xe đây. Đông ghê luôn. Buồn lắm. Giành giật nhau ăn. Về ha. Bình thường thì bí đỏ, cà rốt. Này mình đang good luck rồi tôi dế đó các bạn. Về rộng cho nó ăn đồ ăn nhà, nó ị sạch sẽ cái phân trong bụng nó. Rồi mình sẽ sử dụng nó thì nó sẽ an toàn hơn. Hay là mua xong rồi về cho ăn liền. Còn rất là nhiều ở dưới nó đang lên. Tôi nghe tiếng dế gáy cảm thấy nó cũng bình yên, làng quê. Hiện nay là 11 giờ rưỡi khuya tối đó, bạn ngủ cũng được. Xuống đây cái nghe tiếng dế gáy. Thấy thích thích, mở ra coi thấy cũng hay hay. Vừa lúc nó hết đồ ăn luôn. Lấy một miếng sandwich đi vô. Thế là em bu lại. Tình có cái clip gửi mọi người luôn. Xưa mẹ đã dế đi học và sáng giờ đi học đó là sẽ trước cổng trường có cái chú bán dế tập vô mua dế. Xưa là mua 1.500-2.000 rồi bỏ trong cái ống giấy phụ lại á, xếp hai đầu. Hôm nay chị xịn là mua cái chuồng luôn, cái chuồng bằng gỗ ở trên có cái lưới bằng kẽm là một cái giống như bèn hào. Tiếu lắm, con lần đi mời phụ huynh về cái vụ mà dế mua trước khi giờ vô học là lựa hai con mở trong cặp đó. Đang học tự nhiên nó gáy. Câu hỏi dế của bạn nào, đâu có ai dám đứng lên, nhưng mà nó nghe tiếng nó gáy trong cặp mình. Mình thì ngồi cố gắng lấy cái hông đè ép vô cái cặp cho nó im. Mà cũng dám đè mạnh sao nó dẹp. Thế là bị bắt đứng lên, mà còn quên về viết bản kiểm điểm. Cũng vui. Có anh hai mình nữa, rồi lúc đó anh em đã dế, sưu tầm dế về đặt tên. Có nhà nhỏ, có lan can nhỏ xíu, nuôi 8-9 con, gái banh nhà luôn. Nhìn nó bu ăn cũng mê quá ha. Dế nuôi ấy, nên giờ nó nói chung nó cũng tương đối sạch. Về mình trồng lại, mình cho ăn cái thức ăn sạch sẽ vô để nó ị hết những cái phân mà xấu lúc mà nó chưa về tay mình đó, thì nói chung mình kỹ, mình không biết người ta cho ăn cái gì. Mình rộng nó lại vài ngày để nó thải hết những cái phân cũ trong bụng nó và nó ăn những cái thức ăn mới do mình cung cấp.
thì ví dụ như bình thường thì mình sẽ cho ăn cà rốt bí đỏ rồi này nọ, nó lấy những cái vitamin ở trong đó, nó cũng bản thân dế nó cũng coi như là hấp thụ được cái vitamin đó, xong rồi mình đem mình sử dụng cho chameleon rồi này nọ thì nó cũng hấp thụ được cái phần vitamin mà trong dế. Cái phương pháp này là good luck. Bắt cầu trước mình cũng có tính nuôi dế các bạn, nhưng mà cực, không chuyên nghiệp, làm cực mà hiệu suất không cao, nuôi dế khó cực, nuôi con dán Lugia nó dễ hơn. Đây cái thùng giấy, mấy cái thùng dế này thì trên này người ta có dế bằng keo leo cũng được, bản này cũng tơi tả lắm, à có đường bằng keo leo tới đây ngưng, nó không leo lên được. Chích ha, những cái này bị gọi là sợ thì nó chi chích cái này. Ok, bye bye mọi người ha. Để vô quang đã. Bà tới sáng là hết luôn rồi, hiện giờ là hết cái gì rồi ha. Cái gì nâu nâu, cái gì bánh nướng là nó bào hết rồi. Thì là cứ ăn vô thôi. Thùng giấy này mình mua 50.000, 50k. Ok các bạn. Vô tình đi vòng vòng là thấy đây là một cái ổ chim cu ha. Sao trứng bị bể mất tiêu rồi. Trứng bể mất tiêu rồi. Vẫn còn cái trứng quay cho các bạn coi. Này thấy cái chỗ chim cu nó làm tổ ẩu các bạn. Quá ẩu luôn. Sao trứng rớt bể rồi. Nè ở đây có thêm cái vỏ trứng. Rớt bể rồi. Tụi chim cu này nó làm tổ rất là đơn giản, rất là sơ sài, có thể gọi là ẩu á, cho nên là chỉ cần gió đung đưa hoặc là nó bước ra bước vô không cẩn thận là trứng nó rớt bể dưới đất rất là nhiều luôn. Lucy đang nằm tắm nắng sáng là nằm tắm nắng phê. Đây là cái hồ sen, đang rất là sung ha. Đẹp quá. Đêm này có cái khoe với các bạn, đây là hai bạn vịt ha. Đây. Đây là hai nhân vật chính trong cái clip này ngày hôm nay. À, hai bạn vịt. À, ghét kìa. Bạn trắng là bạn vịt trống, còn bạn kia là bạn vịt mái ha. Rất là dễ thương. Đây là cây nho thân gỗ. Mình có 3 cây các bạn. Trồng 8 năm. 8 năm mới bắt đầu ra trái. Trồng được 3 cây. Mà coi như là năm vừa rồi là mưa gió quá trời, đâm ra là hai cây nó bị ngập úng nó chết. À, một cây mới giờ ngập úng chết. Buồn dễ sợ, trồng biết bao lâu.
trồng 8 năm mới có trái đó, mà nay ngập úng khô eo hết, uổng ghê. Lúc mình mua nó có cỡ này, như cỡ này cây 300 ngàn, về trồng 8 năm bự lên được như đây rồi, mưa gió bão bùng quá chết queo luôn, chưa kịp ăn trái luôn. Ba cây thì chỉ mới có 1 cây nó ra trái thôi, rồi cây đó cũng bị mưa ngập luôn rồi chết luôn. Giờ còn có 1 cây nãy thôi, đây là cao lùng củ bự. Để các bạn nhân vật chính ngày hôm nay đây, à này là cái mấy bạn dịch đẻ. Hôm nay lu bu quá chưa có thời gian làm một cái chuồng vịt nữa, để cho nó vô nó trú mưa nó đẻ rồi. Để coi trong kia còn cái một cái chuồng hồi xưa nuôi gà, để mình tranh thủ sắp xếp thời gian mình sẽ coi như là lót rơm ở dưới đáy để cho nó vô nó vịt nó nằm nó đẻ, rồi mình sẽ che bạt rồi phủ lá lên để che mưa. Lá thì nó có tác dụng là làm mát. Lấy lá dừa này, có mấy cây dừa đó, sẽ bứt cái lá ra làm mát. Còn đây là cái sáng nay mới ra thấy mấy bạn vịt đang đẻ nè, mà không biết có cò không, tại vịt này nó cũng tơ quá, tơ quá. Lần trước vừa rồi nó đẻ được 9 trứng, đem đi ấp cũng 21 ngày hay nhiêu á, rất là nóng lòng chờ nó nở, ai ngờ trứng coi như là không có cồ không à, ấp không có nở được trứng nào. Để coi ở đây được mấy trứng, 1 2. Cái con vịt này nó cũng nhỏ hơn ồ anh chạy lại rồi, anh chạy lại anh thấy cái gì đó mò vô cái ổ trứng của anh chạy lại. Trứng này nó, con vịt này nó cũng nhỏ con hơn là cái con vịt mà mình hay thấy, cho nên là nó trứng nó cũng nhỏ hơn ha, cỡ trứng gà tre, hớn lớn hơn trứng gà tre một chút mà cũng không bằng được mấy trứng gà bình thường nữa. 3 trứng mà cái vỏ vịt á, vỏ trứng vịt thì nó dày hơn là cái vỏ trứng gà rất là nhiều các bạn ha, cầm vô nó chắc tay, dày. 4 trứng này không biết đẻ mấy ngày rồi ta, chắc cũng mấy ngày rồi mới để ý. 5 trứng, sao cái trứng này nó không giống mấy trứng kia, cứ ngắt à. Nó vợ cái này cũng sỏi nha các bạn, đây nó cũng lót cái ổ rơm đây để mình đi kiếm rơm nhiều nhiều mình lót cái mình tận dụng kia mình làm, hy vọng là từng lần này nó sẽ nở được ha. 4 trứng rất là dễ thương. Thì con cha nó là màu trắng, con mẹ nó là màu, thì không biết là bầy con nó sẽ ra cái gì, chắc có này có kia luôn quá. Bây giờ chuyển qua lai tạo vịt đi. Chưa thấy con vịt albino lần nào ha. Cái này á, hiện nay là mình chưa có tổ, cho nên là không biết tụi vịt nó có tự ấp hay không. Để mình tranh thủ mình làm cái tổ cho nó tự ấp cho nó vui. Có 2 giải pháp để ấp trứng vịt, thì nó có 2 giải pháp. Một á là mình sẽ đem ra những cái lò ấp á cho người ta gửi, người ta ấp ké thì mình sẽ trả tiền, cũng rẻ, hình như tiền ấp có mấy ngàn trứng á đó, thì người ta ấp bằng máy ha. Rồi cái đó là những cái trại gà vịt đồ á, người ta ấp gọi là gia công đó, ấp cho mình thì tiền nó khoảng mấy ngàn một trứng á. Tại này mình cũng nhờ anh ái anh đi làm, chứ mình cũng không có thời gian đi gửi lòng ấp, cho nên mình cũng không biết chính xác nữa. Còn giải pháp thứ hai là mình làm cái ổ cho vịt nó tự ấp luôn, làm cho nó tự ấp thì sau này nó ra nó dẫn con nó sẽ vui hơn, vui mắt hơn. Mình thích nó gì nó cũng theo kiểu dạng tự nhiên á, ấp con nó dẫn con nó đi bơi tung tăng đều dễ thương hơn. Không biết là ấp mái á rồi về tụi nó có nhận ra mặt nhau không, sợ là nó cái tình cảm của nó sẽ không được, nó không có sự sợi dây kết nối. Con vịt khi mà nó vừa nở ra là nó sẽ nhìn thấy cha mẹ nó thì nó sẽ đi theo, rồi cha mẹ nó sẽ tập cho nó tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên.
như thế nào thì nó sẽ vui mắt hơn, và nó sẽ được coi như là huấn luyện bước chào đời. Cái vai trò của cha mẹ trong tự nhiên cũng rất là quan trọng các bạn. Cái dòng chim rồi này nọ, cha mẹ tập nó bay, tập cho nó kiếm mồi, kiếm ăn đó. Thì mình sắp vô lại đi, trước khi mình làm được cái chuồng thì mình sắp nó vô lại, dùng rơm mình che nhẹ nhẹ lại để cho nó đừng có bị nắng quá. Nếu mà mình để khơi khơi ở đây nè, tại đây mình chưa chuẩn bị cho nên vịt nó, mình tính mình cho vịt nó đẻ vô đây nè. Đó, đẻ vô đây nè, mình sẽ lót rơm. Nhưng mà năm nay mưa nhiều quá rồi, cái đất chỗ này nó thành sình luôn à, thành sình luôn. Chứ này lúc trước mình đổ đá đó các bạn, thì nó cao ráo, nó khô sạch sẽ, mà năm nay nước nhiều và chiều cường lên cao, cho nên là chỗ này là cái chỗ mà thấp nhất trong cái chuồng, nó bị ngập, nó nổi sình lên luôn, thì trong này nó cũng ngập luôn, cho nên là rất là dơ. Thì trứng mà nó bị ngập úng á, thì nó sẽ bị thối trứng ha. Đó, thì cũng tương tự như vậy, là nếu mà mình để khơi khơi ở đây á, mình để khơi khơi ở đây á, thì nếu mà mưa xuống nó sẽ úng thối trứng, thì ấp nó sẽ không có đạt, bị hư. Đây các bạn, mình để nó lại đúng cái ổ của nó, và mình lấy rơm mình che lại, lấy rơm che lại để cho nó đừng có bị nắng quá, để mình tranh thủ mình làm cái chuồng cho nó vô luôn. Bạn biết giờ chuồng đi thì tụi vịt nó có lạ không? Còn không á, mình bắt vô, mình đem đi gửi vô lòng ấp luôn. Thì về kinh nghiệm á, dụ như mình bây giờ mình lấy cái ổ trứng này mình đem đi á, thì mình sẽ chừa lại một trứng. Ở đây mình có, nãy mình thu hoạch được 4 trứng đúng không? 4 trứng này mình sẽ, nếu mà có đem đi, mình đem 3 trứng thôi, mình để dành một trứng lại để cho con vịt nó nhớ cái tổ nó đầy. Và cái trứng đó giống như cái trứng mồi vậy, con vịt nó sẽ tiếp tục đẻ ha. Con gà cũng vậy. À, còn không thì bạn có thể đem vô hết, bạn sử dụng trứng gà thay vô thì nó cũng coi như là cũng không phát hiện ra ha. Hoặc các bạn có thể để một cái trứng giả đồ chơi của em bé đó, cái trứng bằng nhựa vô cũng được luôn, miễn nó thấy cái trứng là nó sẽ nhớ là đây là cái tổ của nó, là nó sẽ tiếp tục đẻ đó. Thì để mình tranh thủ mình làm cái hang, cái lồng rồi nè, cái lồng đó đây. Đây là cái chuồng gà ha, chuồng gà xưa nuôi mà giờ không nuôi nữa, cho nên là mình sẽ tận dụng nó, mình lót rơm ở dưới cái đáy rồi che các mặt lại cho mưa đừng tạt vô. Trên mái có thể sẽ phủ vài lớp lá dừa cho nó mát đó, rồi mình sẽ kê cao cái chân lên nữa để cho nước mưa nó đừng có thấm vô. Sẽ làm một cái cầu thang cho nó đi lên. Cái này cũng hơi lu bu các bạn, nhiều việc, gia đình, con cái nó cũng đang tuổi lớn nữa, để dành thời gian chơi trò chuyện với nó, rồi lo những cái việc công việc khác, ship hàng rồi buôn bán đồ ăn VIP đồ này nọ đó thứ, nói chung là rất là nhiều vấn đề, cho nên là cũng hơi lu bu quá rồi đi quay nữa. Đây là cái rau muống dư mình quăng đây. Thì các bạn thấy mình khi mình quăng xuống đất như vậy nè, thì tự động nó sẽ tái sinh lên ha, nó sẽ mọc lên lại cái lá mới đó. Thì chúng ta có thể sử dụng cái lá này để coi như là tái tạo nguồn thức ăn đó. Đây con vịt cha, vịt cha tướng vịt đi thì nó khá là thấy ghét. Đây, hai chị em đó, còn đây là cái đồ ăn dành cho chim với vịt ha. Đây là lũa thóc, vịt thì nó rất là lanh, bản tính nó rất là lanh và nó đi theo cặp rất là vui. Hy vọng là sẽ có một bầy con ra chơi, mấy bạn nhỏ rồi là khoái mấy bạn vịt này lắm.
chỉnh nết chị cũng hung dữ. Ở đây nó có ba khu vực bơi ha các bạn ha. Một là sẽ bơi ở hồ sen đó, vực đó, hai khu vực bơi chứ lộn, hai là nó sẽ bơi khu vực này. Đây là cái hồ, còn càng kia là cái hồ sen. Cái hồ này hồ tắm nước. Có khu vực nữa là khi mà mưa lớn ngập á, là cái chỗ đó nó sẽ ngập nước lên, thì nó cũng thành cái hồ bơi của nó luôn. Rồi có ai thấy bạn chim bồ câu mới bay qua không? Rồi nè, coi nè, coi nè, đi kiếm chim bồ câu rồi xử lý nè. Bạn chim bồ câu đang đi trên ha. À, chị này là giữ nhà, nghĩa lên trên. Còn bồ câu thì nó đậu trên này. À, sống chung hòa thuận không được hay sao? Hả? À, một đứa bay trên, còn đứa thì đi bộ với lại bơi dưới nước, có đụng chạm gì với nhau đâu mà tại sao không có sống hòa thuận được với nhau? Đó, coi nó hung không? À, liếc lên kia. Nó lăn xăng. Lăn xăng. Còn chim bồ câu thì trên kia. Chim bồ câu này là mình đi đâu thì nó đi đó. À, mình đi đâu là nó bay theo mình. Bay qua đây. Bay đây con. Bay qua đây. Không bay qua là anh đi chơi với vịt đó. Rất là dễ thương. Cái tàu lá dừa này nó, cái cây này nó còn nhỏ, tàu nó đung đưa xuống đây ha, thì nó làm cái đường dẫn cho những con ốc bù vàng lên đây để đẻ trứng. Đây các bạn. À, trứng nó cũng khá là đều đẹp ha. Rất tiếc là nó cảm giác nó rất là đẹp, nhưng mà gờ vô nó không có độ mịn, nó không có cảm như nó sạm sạm, nó cứng cứng các bạn, chứ nó không mềm giống như kiểu trứng cá rồi ha. Rất là đẹp. Hai bạn vịt thì vẫn lăn xăng ở đây. Hello. Đây là những bạn gà trống nè, nhà nuôi mấy gà, nuôi lấy trứng. Ôi ôi, tướng khủng bố không? Tướng khủng bố không? Mấy giờ này có trứng không, đi lượm trứng chơi. Ôi, có bạn gà mái bên kia đang ấp, không biết có trứng không. Đây là những cái này mình tự chế để cho gà đẻ ha, gà mái đẻ. Tại vì ở đây mình nuôi chuồng lớn nhiều con á, thì nếu mà không có làm vậy á là tụi gà nó sẽ đạp, nó chạy tới chạy lui nó sẽ đạp bể trứng uổng, thì bạn gà mái sẽ chui vô đây đẻ nè. Đó, để đẻ với cái độ dốc này, trứng nó sẽ lăn xuống đây. À, trứng nó lăn xuống đây thì mình sẽ tập tay vô đây mình lụm nếu có trứng. Ok. Đó. Này nó vô nó lót ẩm đó. Nè, đồ tự chế ha, một chuồng thì sẽ có hai cái. Đây, cả máy dưới đây để trứng, trứng lăn xuống đây thì tụi nó sẽ không dậm lên được. Đây, có trứng không? Có luôn. Bên kia có một bạn gà mái đang nằm ấp để mình coi cho quan bánh có trứng không. Gà trống bự luôn, tướng tá con nào thấy khủng khiếp luôn. Mùng lá, mùng lá. Vàng tàu. Cái con gà nó trong nhà mà, nói chung cái con gà mà buổi sáng mà nó gáy á bạn, cái không khí đó nó giống như một cái kỷ niệm vậy, một cái gì đó rất là quen thuộc ha. Sáng sớm mà nghe tiếng gà gáy là
cảm thấy mà một ngày mới bắt đầu rất là tốt đây. Nãy bạn ra máy khi nằm ấp trứng thì đang ấp tới đây nè. Đó. Biết có trứng nào bị bể không mà lòi cái lòng đỏ ra. Này chắc mới đẻ. Tại vì buổi sáng á, là mình sẽ đi lượm trứng. Sáng sớm là có lượm trứng một lần. Để bữa nào quay ra cho các bạn coi. Trời ơi, một ngày lượm được bao nhiêu trứng. À, còn giờ nó mới đẻ thêm vô nè. Mới đẻ ị luôn hay sao, dơ quá. Ở đây đi. Ở đây là mắt quay ở đây. Ừ. Cũng được 4-5 cái chuồng. 4-5 chuồng gà. Gà này mình nuôi cái sàn đất luôn. Sàn đất luôn cho nó sạch. Cho nó tốt cho tụi nó. Với lại cái này nọ dễ xử lý phân hơn. Còn ví dụ như sàn xi măng đâu đó nuôi thì dơ lắm. Chi chát rồi. Chuồng này trống không à. Ôi da. Ồ, ba bạn gà mái đang ấp trứng trong này luôn. Ôi, nhiều trứng à. Nhiều trứng à. Sao mà... này hai bạn gà mái mà bị rỉa lông. Mấy con gà chỗ nào mà nó bị rỉa lông rồi á là nó rỉa hoài luôn. Nó rỉa chảy máu luôn á, bên kia con còn rỉa chảy máu để xức thuốc cho nó. Xức thuốc tím vô. Đây. Gà mái đang ấp ha. Hai trứng nhưng mà bạn này vẫn còn đang ấp tiếp nè. Đã. Trứng này rất là chất lượng ha, trứng nhà nuôi rất là chất lượng. Bạn này đang ấp nằm làm biếng luôn, làm biếng đứng dậy luôn. Rồi, mấy trứng nữa. Đây cánh nó để ấp á. Cánh nó sàn qua để ấp nè. Mấy trứng không? Trời ơi, nhiều à nha. Ôi. 7 trứng. Còn không? Còn không? Ok ok. À, không có nữa. Hai bạn này nhốt riêng là tại vì nó chắc nó bị cắn á. Lát mình thấy thuốc tím mình xức cho nó. À, con gà khi mà nó những con gà khác á, nó thấy cái chỗ trống lông này nè các bạn, là nó đè chỗ nó mổ, nó nhổ lông hoài luôn, nó nhổ lúc chảy máu luôn á. Cho nên là có một cái giải pháp là người ta sẽ xức thuốc tím, thì vừa nó mang tính điều trị vết thương ghẻ không bị nhiễm trùng, cái thứ hai nữa là cái màu sắc chỗ đó nó thành màu xanh. Những con gà khác á, nó nhìn vô cái màu xanh đó nó sợ, nó thấy lạ, nó ngại nữa, nó không mổ nữa thì vết thương nó sẽ lành. Mà chúng ta để chống chỗ này nè, mà con gà nó mổ lát mà chảy máu á, càng có máu nó càng mổ ha, nó mổ chứ coi như là ghẻ ghiết rồi tùm lum luôn, thấy ghê luôn đó. Cho nên lát mình sẽ đi bôi thuốc tím. Ok. Đâu nữa, bên này còn không? Này gà trống không bên kia nè các bạn, ốc nó dưới này cũng rất là nhiều ốc bu ha. Chói mắt quá, chói mắt quá. Đó, ta thấy cả hai cái râu của nó luôn kìa, thấy không? Nó leo lên cái dãy tường này nó để trứng rất là nhiều. Ok các bạn. Rồi. Thì đó, mỗi ngày mình sẽ đi vòng vòng nhà mình chơi. Thì xung quanh nhà cũng rất là nhiều con nó sống ở ngoài tự nhiên ha. Tắc kè nè, thì gì ta? Nhông rào nè. Rồi cái gì? Con gì giống con Pluton quên rồi. Rắn mối nè. Đó là những con nhện cây, những con chim. À, có cái gì hay thì mình sẽ quay quay lại. À, cũng có thể là mình sẽ add nhiều clip ngắn ngắn lại với nhau để thành một cái video để gửi đến mọi người. Đó.
Đây, bóc thử cái trứng ốc bưu vàng này cho các bạn coi nha. Đây các bạn sẽ nghe cái tiếng nó rất là khô ráp. À, xốp xốp. Đây các bạn, cái trứng của ốc bưu vàng này là, con ốc bưu vàng này là cái loài có hại nha. Loài xâm lấn có hại. Nó đẻ rất là nhiều luôn. Các bạn có thể thấy dài 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 ở đây. Đây là những cái lá dừa khô quá mình xếp xếp sẵn đây nè, để tiện cho cái việc làm chuồng cho con hai bạn vịt bên này. Nó thích bơi bên cái hồ sen này hơn rồi nó mát. Cái gì á? Đây các bạn, trứng rất là nhiều. Trứng nhiều và ốc cũng rất là nhiều. Đây mọi người thấy. Ốc dài 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 vậy. Rồi ok các bạn, chúc các bạn xem clip vui vẻ ha. Ok, thật là nhiều sức khỏe ha. Bye bye. Đi theo hai bạn vịt này coi đi đâu.